các hoạt động chính, ban tổ chức sẽ tài trợ 3 tour miễn phí cho các đại biểu quốc tế gồm Tràng An Bái Đính, Yên Tử, Phan Xipang, Sapa. Thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự tối nay của Đài Truyền hình Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị. Và các bạn, mời quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự buổi 19 giờ 45 phút của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận. Nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự tối nay của Đài Truyền hình Việt Nam. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt quý vị. Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự buổi 19 giờ 45 thứ năm ngày 6 tháng 11 năm 2020 của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận.